Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình yên. Thưa quý vị, nếu như mà những ai quan tâm đến tình hình chính trường của nước Mỹ mà từ ngày thứ ba trải dài cho đến ngày thứ tư, mà nếu mà cái từ khóa mà được nhiều người gõ lên trên Google và tìm kiếm nhiều nhất và thậm chí cả Twitter nữa đó thưa quý vị, chỉ cần gõ một từ khóa thôi, Kevin McCarthy, là sẽ tràn ngập trên lại Google và Internet và thậm chí là Twitter là những cái bài về dòng tin tức và cả những cái sự bình luận và cả những cái hình ảnh. Tức là nói gì, người dân Mỹ và những ai quan tâm tới tình hình chính trường Mỹ và đặc biệt những gì đang diễn ra quốc hội á, sẽ rất quan tâm về những gì xảy ra ngay tại sàn Hạ viện vào ngày hôm thứ Ba. Lẽ ra ngày đầu năm mới, cái ngày mà Quốc hội 118 đã chính thức bắt đầu, ngày hôm qua ở Thượng viện thưa quý vị đã diễn ra một cái buổi mà tuyên thệ những cái vị thượng nghị sĩ mới, rồi cả lãnh đạo của cả hai đảng, cả Cộng hòa và cả Dân chủ ngay tại Thượng viện, diễn ra vỏn vẹn khoảng mỗi vị lãnh đạo lên nói khoảng 5 phút xong. Và các vị thượng nghị sĩ coi như là được tuyên thệ và chính thức là cái kỳ họp ở Quốc hội 118 của mình. Nhưng mà thật ra những cái gì nó xảy ra Hạ viện thì người ta nhìn thấy không phải như vậy. Mà nó có một cái từ để nói lên những gì mà xảy ra ngày hôm thứ Ba đó thưa quý vị. Chỉ vỏn vẹn trong một cái câu thôi. Rối như canh hẹ. Rối như canh hẹ. Bởi vì lần đầu tiên ông Kevin McCarthy là cái ứng viên đầu tiên trong vòng 100 năm lịch sử của Quốc hội đó thưa quý vị, mà đã không có vượt qua được một cái đợt bỏ phiếu để vào cái chiếc ghế chủ tịch Hạ viện. Và không phải là một vòng đâu, mà Hạ viện ngày hôm thứ Ba đã phải bầu qua 3 vòng. Bầu lần thứ nhất không thắng, bầu lần thứ hai vẫn thua, bầu lần thứ ba kết quả vẫn y như vậy mà mất đi một phiếu. Đó là những gì mà xảy ra ở Hạ viện và tràn ngập trên mạng xã hội, người ta bàn luận về câu chuyện này rất là nhiều. Và dẫn đến cái kết quả là ngày 4 là ngày thứ tư, là Hạ viện lại tiếp tục bước vô một cuộc chiến mới và để bỏ phiếu để làm gì? Để tìm ra cho cái chiếc ghế chủ tịch Hạ viện. Và bởi vì chỉ khi nào mà cái chiếc ghế chủ tịch Hạ viện được xong, được giải quyết xong và có người đã cầm được chiếc búa đó rồi, và cái người đó chẳng ai khác hơn bây giờ là Kevin McCarthy, phải nói là mơ ước từ năm 2015 rồi thưa quý vị. Hoàng Vy nhiều lần thưa quý vị đó là ông Kevin McCarthy có một cái niềm mơ ước và là khát khao là cháy bỏng và cả thầm kín và cả là ông bộc lộ ra bên ngoài. Từ năm 2015 đã bị hụt cái chiếc ghế chủ tịch rồi, cho nên bây giờ là bằng mọi giá phải cầm chiếc búa, nhưng mà xem ra ngày hôm qua hổng xong. Từ năm 1923 cho đến nay đó, người ta nói 100 năm mà ông Kevin McCarthy là ứng viên đầu tiên mà không có lọt qua được cái vòng này. Bây giờ những cái nhà lập pháp bên phía đảng Cộng hòa ở Hạ viện á, là có 222 ghế. Thì bây giờ để mà đạt được chiếc ghế chủ tịch này đó thì ông Kevin McCarthy phải được 218 phiếu. Nhưng mà ngày hôm qua bầu đi bầu lại, lần đầu tiên được 203 phiếu, lần thứ hai được 203 phiếu, đến lần thứ ba 202 phiếu. Mất đi một phiếu và phải đành quốc Hạ viện đành phải ngưng, tạm ngưng, không thể nào cứ ngồi bỏ hoài như vậy được. Phải nói là ngày hôm qua người ta nói là nó rối và nó hỗn loạn. Bởi vì sao? Ông Kevin McCarthy bị một nhóm nhà lập pháp ở ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, là cái nhóm Freedom Caucus đó thưa quý vị, đã phản đối và nói rằng là ông phải nhượng bộ, ông phải đáp ứng một số đòi hỏi của họ thì họ mới bỏ phiếu cho ông. Mở câu chuyện này nó không chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua, nó đã râm ran suốt cả tháng trời nay rồi. Và đặc biệt sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ, là bởi vì bên kia thì muốn bên này quá muốn cái vị trí đó, mà bên này thì cũng đã tương nhượng và thương thảo rất nhiều lần, nhưng xem ra cuối cùng không có được. Rồi người ta nhìn thấy ngày hôm qua những cái gương mặt như là Matt Gaetz đã đứng lên trên chỗ sàn Hạ viện đó thưa quý vị. Dân biểu này hiện nay đang dính vô một cái cuộc điều tra của liên bang về cái chuyện là ông này đã có những cái hoạt động mua bán tình dục rồi trẻ em. Và cái cuộc điều tra này nó vẫn đang tiếp diễn. Hôm qua Matt Gaetz hùng dũng và nói điều gì? Ông nói đó là ông muốn là cái người mà đảm nhận cái chiếc búa chủ tịch Hạ viện phải là một người có thể giải quyết được mọi vấn đề hiện nay của đất nước, là một người phải có thể đoàn kết được mọi việc, là một người giải quyết những vấn đề mà người dân Mỹ mong đợi. Và tin tôi đi, tôi là một người đến từ Florida thì tôi biết cái nguyên lý là không thể nào để thả vô cái đầm lầy một cái con cá sấu thì nó có thể giải quyết được một việc, mọi việc của cái đầm lầy đó
tác cạn đầm lầy là cái nguyên lý mà Đảng Cộng Hòa vẫn thường hay nói. Là ở Washington đó, thưa quý vị, cái đầm lầy chính trị nó ngày càng lầy lội và cần có những cái người mà đủ tài, đủ lực và đủ dũng khí. Thì ông Mackey cho rằng người đó không phải là Kevin McCarthy. Vậy thì người đó là ai? Người đó, ông này đề cử, đó chính là ông Jim Jordan. Ông Jim Jordan cũng là một cái vị dân biểu mà có rất nhiều những cái tai tiếng. Mặc dù Jim Jordan là người không có tự ứng cử mình, mà chính ông Jim Jordan này cũng ngày hôm qua, lần đầu tiên ông im lặng. Ông nói gì hết để cho người ta bầu ông. Đầu tiên là ông được chín phiếu. Nhưng mà qua cái vòng thứ hai, thì người ta bầu cho ông lên đến 19 phiếu. Nhưng mà ông bản thân Jim Jordan thì lại là người đề cử cho Kevin McCarthy. Nhưng có một cái chi tiết rất là đáng chú ý đó, thưa quý vị. Người ta nói đó là sau cái tấn tuồng ngày hôm qua ở Hạ viện đó, những cái người đi về có những cái cảm xúc nó khác nhau. Kevin McCarthy mang cái cảm xúc vừa thất vọng, vừa bực tức, vừa bất lực và có cả cái sự chán nản. Nhưng mà Kevin McCarthy nói là không có bỏ cuộc nha. Nhưng mà cái người, nhiều người trong lòng đang có những cái sự vui vẻ nào đó. Người ta nói một trong những nhân vật đó là Jim Jordan. Jim Jordan. Mặc dù là ông không có tự ứng cử cho bản thân mình, nhưng mà nhiều người đặt một cái dấu hỏi rất lớn. Tại sao ông không nói với những người đồng viện của mình á, là đừng có bỏ phiếu cho mình nữa, mà dồn phiếu bỏ cho Kevin McCarthy đi. Tại sao ông không nói điều đó mà ông chỉ nói là bản thân ông thì ông đề cử Kevin McCarthy và ông ngồi đó và nhận những cái phiếu, những 19 cái lá phiếu mà những người nhà lập pháp khác bên phía Đảng Cộng Hòa bầu cho mình. Đó là những cái ý kiến mà trong nhóm Freedom Caucus đó, thưa quý vị, đang làm tình làm tội và sách nhiễu Kevin McCarthy. Và thực sự nhìn cái hình ảnh Kevin McCarthy ngày hôm qua thấy đến tội, Có cái hình ảnh mà trên... đăng trên Business Insider mà Hoàng Vy thấy á, là cái hình ảnh Kevin McCarthy mặt đỏ tía tai và gần như rất là bực tức. Mặc dù trước đó mỗi lần mà người ta xướng đến tên ông hay là có bất kỳ một nhân vật nào bên phía Đảng Cộng Hòa mà nói là bầu cho McCarthy là ông vỗ tay rồi ông yeah và rất là hớn hở. Nhưng mà thực sự người ta hiểu được cái cảm giác của Kevin McCarthy lúc này. Và cái ngày hôm qua đó, thưa quý vị, là những quý vị nào mà đang sống ở nước Mỹ mà quan tâm tình hình chính trường phải nói là được xem một cái vở kịch, một cái vở tuồng mà nó hấp dẫn. Mà để nói lên là tình hình chính trị nước Mỹ thực sự rất là hấp dẫn, là những cái trò đấu đá nhau, những cái trò thương lượng của nhau và cả những cái vụ rất là gay cấn. Và ngay chính ông dân biểu California là ông Ted Lieu, thưa quý vị, ông đã đăng lên vào ngay sau cái lần bỏ phiếu lần thứ nhất mà ông biết rằng ông chuẩn bị và bước vô cái vòng bỏ phiếu thứ hai á. Đó, cảm ơn ban kỹ thuật. Một cái tấm hình mà thay nhiều lời muốn nói, ông cầm cái bịch popcorn y như ông nói là chuẩn bị và bước vô để coi phim hay. Mà thực sự là ngày hôm qua là có phim hay. Sáng đầu ngày Kevin McCarthy được truyền thông coi như là rất là săn đón và phỏng vấn tới tấp là ông nghĩ gì. Ông chỉ nói rất là ngắn gọn thôi. We are going to war. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu. Và never backing down. Và sẽ không bao giờ lùi bước. Và đến cuối ngày hôm qua, giữa ngày hôm qua là sau hai lần bỏ phiếu, Kevin McCarthy nói gì? We stay until we win. Ở đây cho đến khi nào thắng mới thôi. Nhưng cuối cùng quốc hội phải giải tán ngày hôm qua. Đợi ngày hôm nay là sẽ bỏ phiếu tiếp. Và sau khi mà cuối ngày thì ông nói gì? Ông nói rằng á, ông sẽ không có nề hà đâu. Cái chuyện là phải bỏ hoài, bỏ phiếu hoài, bỏ đến khi nào mà ông phải là người chiến thắng thì mới thôi. Ông nề hà chuyện đó. Và ông cũng không có cảm thấy có vấn đề gì khi là phá kỷ lục bỏ phiếu lâu nhất trong lịch sử cho cái vị trí đứng đầu Hạ viện. Ông nói là chúng tôi có thể có một trận chiến, nhưng mà trận chiến này là vì đất nước, chứ không phải là vì bản thân tôi. Và cho dù là có bỏ phiếu bao nhiêu vòng nữa, tôi cũng cảm thấy happy. Thì như Hoàng Vy nói quý vị đó, ở vòng đầu tiên ông, và cái điều mà đáng nói nha thưa quý vị, cả hai vòng ông chỉ có 203 phiếu, trong khi đó bên phía Đảng Dân Chủ là nhất đoàn kết với nhau. Họ đứng lên khi mà họ nói là xướng tên từng cái vị dân biểu bên phía Đảng Dân Chủ thì họ đều nói có một câu trả lời thôi, là bầu cho lãnh đạo mới của họ ở Hạ viện. Đó là ông Jeffrey. Và Jeffrey nhất mực cả 3 vòng có đúng một con số thôi, 212, 212 và 212. Đảng Dân Chủ đoàn kết một lòng. Và trong khi đó Đảng Cộng Hòa 203 McCarthy cho vòng 1, 203 vòng 2, đến vòng thứ 3 còn 202. Là tiếp tục mất một phiếu. Mà như ông nói, nếu ông giờ ông ngồi đến cuối ngày bỏ nữa, chắc khi là nó cũng sẽ xuống nữa. Thì
Và trong cái ngày hôm qua đó, nó có nhiều cái chi tiết lắm thưa quý vị, nó có nhiều cái tình tiết lắm. Trong đó đó, người ta có thấy một cái hình ảnh mà làm cho dân tình người ta chú ý. Dân tình người ta chú ý, nhất là những ai mà đã quan tâm với tình hình chính sự, chính trị của Hoa Kỳ thưa quý vị. Đó là hình ảnh người ta thấy là cái cô dân biểu AOC, một cái dân biểu cấp tiến bên phía đảng Dân Chủ, đã có một cái cuộc trò chuyện rồi nói cười với lại một người mà lẽ ra sẽ là một cái kẻ thù không đội trời chung với mình. Đó là dân biểu Paul Gosar cũng như là Matt Gaetz. Đó, hai cái ông quý vị đang thấy bên góc trái, bên góc phải màn hình, và ở giữa là cô AOC. Bởi vì sao vậy? Hai cái nhân vật là cô AOC với bên ông góc phải là Paul Gosar là có một cái lịch sử là cơm lành canh không ngọt. Nói chung là không có ưa gì nhau. Bởi vì năm 2021, tháng 11 năm 2021 mới đây thôi, không có lâu đâu. Ông Paul Gosar này đã từng bị đá bật ra khỏi cái ủy ban của ông. Là vì sao? Là ông đã có những cái hành động coi như là người ta nói là bạo lực. Ví dụ như ông làm một cái hình ảnh, một cái đoạn video clip anime đó thưa quý vị, ông Photoshop đó. Trong đó ông đòi đó là sẽ xử cái cô AOC này đi. Là bởi vì cô này là vừa cấp tiến mà vừa to mồm ở Hạ viện nữa. Và thậm chí là cả tấn công ông đương kim tổng thống là ông Joe Biden. Nó dẫn tới việc là ông Paul Gosar là bị đá bật đi. Nhưng mà ngày hôm qua người ta thấy là hai nhân vật này nói chuyện với nhau, ngồi kế bên có Matt Gaetz. Matt Gaetz thì bỏ phiếu cho Jim Jordan và cương quyết là say no với lại Kevin McCarthy. Paul Gosar cũng vậy, cũng say no với Kevin McCarthy. Mà người ta thấy là cô này lại đang nói chuyện với hai cái vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa. Thì người ta mới đặt câu hỏi là nói cái gì vậy? Thì vào cuối ngày, AOC đã lên trên đài CNN và cô kể lại là số là Kevin McCarthy sau hai vòng mà bỏ không được rồi á, thì phía Kevin McCarthy có đề nghị phía Dân Chủ một giải pháp. Có nghĩa là bây giờ sắp xếp thương lượng trong nội bộ của đảng mình không xong thì quay ra đảng bên kia gọi là đối thủ của mình. Thực ra đó thưa quý vị, Cộng Hòa hay Dân Chủ gì á, có những cái đảng đối lập như vậy á, thì cái tình hình, cái không khí đời sống chính trị nó mới lành mạnh để mà có những cái tiếng nói phản biện nhau. Nhưng mà đối với một số người, một số cái vị lập pháp á, thưa quý vị, người ta lên đến mức cực đoan thì người ta cho rằng cái đảng đối thủ kia là kẻ thù, không đội trời chung. Dân Chủ là không có đội trời chung với Cộng Hòa, và Cộng Hòa không có đội trời chung với Dân Chủ. Thì bên phía đảng Cộng Hòa đó, người ta không giải quyết được êm xuôi, thì bây giờ phía Kevin McCarthy mới đang đặt vấn đề với bên phía Dân Chủ, hỏi câu như thế này: giờ hay là Dân Chủ thì cứ Cộng Hòa, giờ cái nhóm kia nó cứ không chịu, nhất không chịu, từ 19 người bỏ phiếu chống Kevin McCarthy và sau đó đến lên tới 20 người, nói cách mấy cũng không chịu, bây giờ có một cái giải pháp khác không? Đó là đảng Dân Chủ thôi giờ bỏ bớt đi. Nghĩa là sao? Bây giờ rời khỏi Hạ viện đi. Tức là thay vì 435 vị dân biểu ở Hạ viện thì bây giờ bên Dân Chủ là bên Dân Chủ bây giờ bỏ đi ra ngoài đi. Không có bỏ phiếu nữa. Thì bằng cách đó đó là ông Kevin McCarthy có thể đạt quá bán. Vì hiện nay đó, nếu mà 435 thì Kevin McCarthy cần phải có 218, phải không? Và ngày hôm qua thì thực ra hiện diện ở Hạ viện chỉ có 434 thôi. Cho nên Kevin McCarthy cần có 217. Mà phía Jeffrey đó, bên Dân Chủ là được 212. Và bên Kevin thì chỉ có 202 mà thôi. Thì giờ thôi giờ như vậy, make a deal. Giờ bên Dân Chủ đi ra ngoài đi, bỏ bớt đi ra ngoài. Ví dụ như còn khoảng 430 thôi, ví dụ như vậy. Thì Kevin McCarthy chỉ cần có 215 thôi, thay vì 218. Tức là cái số hiện diện của các cái vị dân biểu mà bỏ phiếu nó càng xuống thì cái số phiếu mà Kevin McCarthy đạt được nó càng tăng. Đó là lời đề nghị của Kevin McCarthy. Thì quý vị nghĩ là bên Dân Chủ trả lời làm sao? Và cụ thể là cô AOC là một cái nhà lập pháp mà phải nói là rất là cứng cựa và thực sự là nhiều lúc rất là đanh đá và có những cái lời phát biểu gần như có cả lúc là cô chỉ trích cái ông Joe Biden rất là căng thẳng, rồi cô chỉ trích, cô chiến cả bà thượng nghị sĩ ở trên sàn thượng viện á. Bà Elizabeth Warren á, cô chiến rất là dữ. Và đây là một trong số những cái gương mặt mà người ta nói là phải nói nó khá là sắc sảo và góc cạnh đó thưa quý vị. Thậm chí là trong tuần trước đây Hoàng Vy có đọc thấy một cái bài á, nếu như bây giờ phía đảng Dân Chủ mà ra ứng cử mà bây giờ đang lo ngại là ông Tổng thống Joe Biden lớn tuổi rồi đó, thì có thể có một cái cặp khác mà người ta đề nghị đó, đó là bà Phó Tổng thống Kamala Harris
là sẽ ra ứng cử tổng thống rồi đứng phó liên danh với bà là cái cô AOC này đó thưa quý vị, bởi vì cô rất là sắc sảo. Thế thì chúng ta thử hình dung là AOC sẽ trả lời sao. Thì vào tối ngày hôm qua, ngày thứ ba, cô đã xuất hiện và cô nói là những cái nhà lập pháp á, mà bên phía Cộng hòa mà Never Kevin là chống đối Kevin đến tận cùng á, nói với cô như vậy, thì cô nói đó không phải là chuyện của chúng tôi, đó không phải là chuyện bên phía đảng Dân Chủ, tự bên phía đảng Cộng hòa phải giải quyết với nhau. Đó là lời cô trả lời như vậy. Và chắc chắn là đảng Dân Chủ sẽ không có walk away, không có bước ra khỏi cái Hạ viện nếu như mà cái cuộc bỏ phiếu nó chưa thành. Mà cuộc bỏ phiếu nó chưa thành, chưa có chủ tịch Hạ viện, thì những cái vị tân binh mới là bên phía Hạ viện vừa mới đắc cử năm nay đó thưa quý vị, cũng không được tuyên thệ và mọi việc vẫn chưa được bắt đầu. Cho nên rất là hồi hộp, mọi cái cặp mắt đang đổ dồn về Hạ viện ngày hôm nay, ngày thứ tư, để xem là cuối cùng là sẽ còn bao nhiêu cái vòng bỏ phiếu như thế này nữa. Nhưng mà cũng vào cuối ngày á thưa quý vị, thì cái ông dân biểu Matt Gaetz là cái người mà hồi nãy Hoàng Vy có thưa quý vị á, đó, quý vị vừa thấy mợ Nancy Pelosi đứng lên ngày hôm qua, Hoàng Vy xem cái đoạn livestream đứng lên cười lỏng lẻn rồi nói là sẽ bầu cho Jeffrey, và lập tức là bên phía đảng Dân Chủ là đứng lên vỗ tay hoan hô. Người ta vẫn còn nhìn nhận Nancy Pelosi như một cái nhân vật, một cái vị thủ lãnh á, mà nó đoàn kết được và nó có cái sự góc cạnh và rất là sắc sảo để mà lãnh đạo Hạ viện. Thì đó cũng là một chi tiết rất là đáng chú ý. Nhưng mà vào cuối ngày hôm qua thì ông Matt Gaetz, ông dân biểu Matt Gaetz là chống đối Kevin McCarthy và đề cử cho Jim Jordan đó thưa quý vị. Matt Gaetz không có dừng lại đó. Cuối ngày còn viết thư gửi cho cái văn phòng quản lý về cái cơ sở vật chất ở điện Capitol đó thưa quý vị, ở Quốc hội đó. Ông hỏi một câu thế này, ông gửi cái lá thư vào chiều tối ngày hôm qua, ông hỏi là tôi muốn báo cho quý vị biết nha, là cái văn phòng mà dành cho chủ tịch Hạ viện á, thì vừa rồi là bà Pelosi, bà đó chính thức là bà rời đi rồi, không còn là chủ tịch Hạ viện. Tôi muốn báo cho quý vị, văn phòng đó đó, ông Kevin McCarthy đang ngồi trong đó đó. Và tại sao như vậy? Tại sao mà Kevin McCarthy chưa phải là chủ tịch Hạ viện mà đã dọn đồ vô ngồi trong cái phòng đó rồi? Và tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều không có hợp lẽ. Đó là cái sự chỉ trích của Kevin McCarthy. Còn McCarthy thì chỉ trích ngược lại với Matt Gaetz như thế nào thưa quý vị? McCarthy vào chiều tối ngày hôm qua cũng đăng đàn và nói rằng Matt Gaetz là một cái người không có vì cái cục diện chung. Những cái người như Matt Gaetz như thế này không có vì cục diện chung. Là thậm chí là ông ấy còn nói với tôi, là lời của McCarthy, Matt Gaetz nói với tôi là ông ấy không có care là ai sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện, miễn sao người đó không phải là Kevin McCarthy. Đó là cái điều mà nhức nhối nhất đối với Kevin McCarthy. Mà thực sự có phải là cái nhóm dân biểu bên phía Cộng hòa như là Matt Gaetz, như là Lauren Boebert thực sự là không có quan tâm và thực sự là họ mong muốn điều gì? Họ mong muốn điều gì sau cái sự rối loạn này thưa quý vị? Có người nói là sau những cái rối loạn ngày hôm qua như thế này để chứng tỏ một điều là những cái nhà lập pháp ở bên phía đảng Cộng hòa họ chỉ mong muốn một điều thôi, là họ không muốn có người thực sự là lãnh đạo họ trong cái thời điểm này. Liệu cái nhận định đó có đúng hay không? Hoàng Vy xin phép được trở lại sở ít phút dành cho thương mại.